test cái nồi cơm Sanner các bạn này. Ui giời, bọn này đúng cái kiểu phì hơi nó kinh thật. Đấy, doang rất là tốt nha, doang không hở một tí nào luôn. Đấy, cái nồi cơm này mà ai mà nó phì hơi mà ai mà sờ tay vào chắc là bỏng. Cái bọn này áp suất cao tần mà thỉnh thoảng lại nhả một cái rất là mạnh. Một con nồi phải nói là tuyệt vời đấy. Nấu cơm con này chắc là đỉnh cao, không phải nghĩ ngợi gì đấy. Thiết kế quá đẹp, nhìn ngoài còn đẹp hơn trong clip. Xem qua xem là phì hơi rất là kinh khủng luôn. Nó chuẩn bị đây, nó phì đấy. Phì hơi rất là to, mạnh. Áp suất rất là lớn. Đấy, cái lượng hơi là rất là... Đấy, rồi dạ. Kinh dạ. Khủng khiếp luôn. Đấy, van áp suất đóng rồi nha, không thể là mở ra được. Đấy, không thể là mở van được luôn. Đấy, con này có cái đèn khi nấu rất là hay này, đèn đỏ luôn. Nói chung là một con nồi VIP rất là đẹp. Đấy, có 1,7 triệu đấy các bác. Tình trạng quá đẹp luôn. Bên ngoài nó rất là đẹp, bên trong đấy nó hơi ố một tí đấy, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Đấy, có 1,7 triệu chiếc nồi cơm này các bác nhé, 1 lít. Đấy, để dạng phí hơi gì. Tiếp luôn. Răng nhất vẫn còn rất là tốt, nói chung con này rất là mới. Lồng nồi đẹp. Đã 1,7 triệu các bác nhé, bác nào lấy các ba alo, cảm ơn các bác.